Do tại ai? Lại một ngày nữa tôi phải giải thích ra sao? Làm sao ai hiểu cho nỗi khổ của người đàn ông? Yêu là tình tương, yêu là quan tâm, chứ đâu phải nghi ngờ như thế. Một chuyện mà không đáng chi, chẳng có lẽ những phút giây bên nhau mình thật sự đã chưa hiểu nhau. Anh chỉ cần em hiểu, tình yêu ban đầu anh luôn dành cho em, dù mai có ra sao thì anh vẫn mãi yêu em. Rồi đây em sẽ biết ai yêu em một lòng vẫn mãi thủy chung, dẫu có lúc vấp ngã nhưng trong anh rồi mọi chuyện cùng sẽ chóng qua. Con đường tình hai lối, lối đi màu hồng không dành riêng cho ai, thì em hãy cho lấy, hãy cho lấy một con đường. Dành riêng cho ai thì em hãy cho lại.